Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các quý cô tuổi giáp dần. Chúc các quý cô, bước sang năm quý mão 2023, được bình an, vui vẻ, trẻ đẹp, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các quý cô đón xem tử vi tuổi giáp dần 1974, nữ mạng, trong năm 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn, tử vi từng tháng trong năm 2023, mời các quý cô cùng theo dõi. Bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi Giáp Dần 1974, nữ mạng là 50 tuổi âm lịch và 49 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Thiên can, quý cô tuổi giáp dần, giáp gặp quý, chủ về bình hòa, có công việc làm ăn bình ổn, ít thăng trầm, tiền bạc cũng ổn định, có không ít nguồn thu. Địa chi, dần gặp mão, không sung không khắc, báo hiệu công việc bình ổn, tài lộc đủ ăn đủ tiêu, kiếm được tiền nhưng cũng chi tiêu nhiều. Về ngũ hành, thủy gặp kim, tương sinh, dự báo quý cô có một năm công việc gặp nhiều thuận lợi, tài lộc được dư giã. Quý cô tuổi giáp dần, nữ mạng, sẽ trải qua một năm khá thuận lợi, làm ăn có nhiều thắng lợi. Tài lộc sáng sủa, tiền bạc chi tiêu thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều. Về phương diện sức khỏe có dấu hiệu giảm sút dần theo tuổi tác, quý cô chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tham công tiếc việc mà làm ảnh hưởng đến thân thể. Sao chiếu mệnh, sao thổ tú. Quý cô tuổi giáp dần cần đề phòng bị tiểu nhân dèm pha, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ, gặp khó khăn trốn quan trường. Với người có sao thổ tú chiếu mệnh năm nay sức khỏe không được tốt, hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng. Kỵ nhất là vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Vận hạn, hạn huỳnh tuyền. Chủ về sức khỏe, bản mệnh sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sẩm. Kinh doanh nên kiên kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi tổng quan tử vi năm 2023, cho tuổi giáp dần 1974, nữ mạng. Quý cô tuổi giáp dần 1974, mệnh đại khê thủy, là người tài trí, học hành giỏi giang, ham mê tìm tòi, khám phá những thứ mới lạ. Quý cô có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật có thể đạt tới trình độ khá tinh thâm. Quý cô tuổi giáp dần có suy nghĩ cao xa, lòng tự tôn rất lớn, luôn tự mình hành động, đôi khi có phần kiêu ngạo, không dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của người này. Tuy nhiên, quý cô lại hiếm khi rơi vào cảnh này nên khiến người khác này sinh lòng đố kỵ. Trong sự nghiệp, quý cô tuổi Giáp Dần luôn phấn đấu hết mình để xây dựng được một sự nghiệp vẻ vang. Quý cô làm việc khá chăm chỉ và khoa học, luôn biết cách học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Không sớm thì muộn, quý cô tuổi Giáp Dần sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Giáp Dần 1974, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023 Bước sang năm quý mão 2023, quý cô tuổi giáp dần 1974, có con đường sự nghiệp tương đối vững vàng. Quý cô có được các tinh mạch Việt trợ mệnh, vận trình công việc sẽ lên như diều gặp gió, khó có thể ngăn cản. Quý cô tuổi giáp dần bước vào giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh. Từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công quý cô có kinh nghiệm làm việc tương đối phong phú cộng thêm trong năm có được sức mạnh của các tinh trợ mệnh nên về con đường công danh sự nghiệp như được chắp thêm đôi cánh vận trình rất tốt trong năm gặp sao thổ tu ám toán thử lòng kiên trì bản lĩnh quyết tâm quý cô vượt qua được thì vận trình công danh sự nghiệp càng thêm hanh thông con đường thăng quan tiến trước trong tầm với người làm ăn kinh doanh buôn bán gặp nhiều may mắn có thể nói trong năm quý mão là năm rất thuận lợi để quý cô tuổi giáp dần phát triển sự nghiệp Quý cô phải biết nắm bắt cơ hội và không ngừng phấn đấu thì mới có thể thăng tiến nhanh chóng, đạt được mục đích theo kỳ vọng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Dần 1974, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Trong năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Giáp Dần 1974 có đường tài lộc cực kỳ lý tưởng năm này đối với quý cô tuổi giáp dần có được các sao thanh long lưu hà là tượng rồng vẫy vùng trên mây trong năm nhiều việc thuận lợi công danh thăng tiến buôn bán gặp nhiều may mắn trôi chảy tài khí vượng của cải dồi dào một điều đáng lưu tâm ở đây là thanh long vốn là một sao về tín ngưỡng tâm linh lại hội hợp với nhiều sao phúc tinh như thiên đức nguyệt đức phúc đức thiên quan nên quý cô cần tu dưỡng bản thân coi trọng đạo đức kính trên nhường dưới thuận hòa hiếu thảo tạo dựng ý niệm tốt Ngoài ra, quý cô cũng nên làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn, chu đáo trong việc cúng tổ tiên, siêng năng lễ bái thần Phật thì sẽ được tổ tiên, thần Phật và ơn trên che chở, độ trì gặp nhiều may mắn, hành thông, thành công, thăng tiến, tài lộc dồi dào hơn nữa. Trong năm này quý cô có được nhiều các tinh thúc đẩy và sự nghiệp phát triển, nhiều người trong năm này có thu nhập rất khả quan, thậm chí còn có khả năng được tăng lương, nhận thưởng. Quý cô tuổi giáp dần trong năm này, công việc được thuận lợi, tài lộc của cải không ngừng khởi sắc. Cả chính tài và thứ tài đều tăng những người làm kinh doanh buôn bán có một năm bội thu về tài lộc bản mệnh lại có lộc trời ban nên không cần phải lo lắng nhiều quý cô tuổi giáp dần là người có khả năng quản lý tài chính tốt bạn thường thu được lợi nhuận trong đầu tư và quản lý tài chính vì vậy tổng thể tài sản của quý cô cũng khá ấn tượng đặc biệt trong năm này quý cô tuổi giáp dần không nên tham gia những việc không phải của mình kẻo tiền mất tật mang sẽ ảnh hưởng đến kinh tế cũng như cuộc sống gia đình Xét về phương diện tình cảm của tuổi giáp dần 1974, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Về vận trình tình cảm của quý cô tuổi giáp dần, trong năm quý mão 2023, rất tốt, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng sẽ gặp nhiều may mắn về đường tình cảm. Người độc thân và đã kết hôn đều có thể có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc dưới sự phù hộ của các tinh hồng loan, thiên phúc, chiếu mệnh. Đặc biệt đối với một số quý cô tuổi này còn độc thân hay những người lỡ bước nếu muốn kết hôn trong năm nay cũng có cơ hội rất cao, bạn có cơ hội gặp được nửa kia phù hợp với mình. Vì vậy, quý cô tuổi Giáp Dần nên mở rộng mối quan hệ xã giao thường xuyên hơn và tin rằng sẽ tìm được một nửa của đời mình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Dần 1974, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Về phương diện sức khỏe của quý cô tuổi Giáp Dần trong năm Quý Mão 2023 lại không được mấy lạc quan cho lắm. Quý cô bị ảnh hưởng bởi hung tinh bệnh phù, làm cho thể chất của quý cô suy giảm, cơ thể thường xuyên mệt mỏi. Đặc biệt, quý cô trong năm này bận rộn với sự nghiệp và nội trợ có khả năng phát sinh bệnh tật do làm việc quá sức, khiến bản thân suy sụp vì căng thẳng hoặc quá tải. Lại thêm sự ràng buộc của hạn huỳnh tiền, chủ về sức khỏe. Làm cho quý cô dễ mắc các chứng bệnh như đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, quý cô tuổi giáp dần trong năm này, nên chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn, làm việc và nghỉ ngơi phù hợp, để tránh ảnh hưởng đến vận trình tổng thể cả năm. Thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi giáp dần, sinh năm 1974, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho tuổi giáp dần 1974, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Số của quý cô tuổi giáp dần, nữ mạng, xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được xuân sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi Giáp Dần, nữ mạng. Giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi Giáp Dần, nữ mạng. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày tân tỵ tháng giáp dần, năm quý mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, thì thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi giáp dần, nữ mạng. 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi giáp dần, nữ mạng. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi giáp dần 1974, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi giáp dần. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi giáp dần 1974, nam mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi nhâm ngọ, sinh năm 2002. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi, đại khê thủy, gặp dương liễu mộc tương sinh, rất tốt. Thiên can, giáp gặp mậu, bình hòa, tốt. Địa chi, dần gặp ngọ, tương sinh, rất tốt. Cung diêm niên, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi giáp dần 1974, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi giáp tí 1984, và tuổi quý dậu 1993 để sông đất. Tử vi tuổi giáp dần, nữ mạng năm 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023, sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn Hoang Ốc năm 2023, quý cô tuổi giáp dần 1974, là 50 tuổi âm lịch, phạm hạn tuổi Hoang Ốc, ngũ thọ tử. Năm này bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà. Tuổi Kim Lâu năm 2023, không phạm Kim Lâu. Thái Tuế năm 2023, không phạm hạn Thái Tuế. Trong năm quý mão 2023, tuổi giáp dần, nữ mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn Huỳnh Tuyền và sao Thổ Tú Chiếu Mệnh mức độ ảnh hưởng của hạn huỳnh tiền đối với quý cô tuổi giáp dần nhắc đến hạn huỳnh tuyền sách thời xưa có câu cửa miệng huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong tam kheo đau mắt đề phòng tay chân người gặp hạn huỳnh tuyền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu chóng mặt mặt mũi xây sầm đau người sức khỏe suy giảm làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày về làm ăn nếu kinh doanh buôn bán bằng đường thủy đường sông nước sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhìn chung tất cả công việc liên quan đến đường thủy đường sông nước thì bản mệnh không nên tham gia dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường về cuộc sống nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó dễ mang họa gặp nhiều chuyện bất lợi hạn huỳnh tiền đồng nghĩa với suối vàng âm phủ cõi chết nên cần hết sức giữ gìn phòng tránh tai nạn đột ngột hoặc bệnh tật hiểm nghèo có bốn điều cần biết để vượt qua hạn huỳnh tiền đối với quý cô tuổi giáp dần Vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe của mình. Thứ nhất về sức khỏe, bản mệnh gặp hạn này nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Sau đó cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Thứ hai công việc làm ăn, người gặp hạn Huỳnh Tuyền cần tránh làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Thứ ba, đặc biệt trong cuộc sống, người gặp hạn huỳnh tiền không nên bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì sức khỏe bị nguy hiểm. Thứ tư, nguyên tắc chung của việc giảm thiểu nguy cơ, tăng cường may mắn và sức khỏe đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may cho mình. Quý cô tuổi giáp dần, trong năm 2023, bị sao thổ tú chiếu mạng sao thổ tú còn được gọi là ách tinh chủ về điểm xấu dễ bị tiểu nhân quấy phá đi lại kém may mắn có tai họa không an yên hay ngủ mê và không nên đi làm ăn xa sao thổ tú chiếu mệnh dù không phải là hung tinh mạnh nhất nhưng mang nhiều điều xấu nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có tuy nhiên sau này thì không đáng lo ngại lắm trong lòng hay mang nỗi buồn man mác tâm lý không vững vàng hay hoài nghi không hăng hái trong công việc làm ăn song cũng không gặp tai họa gì lớn từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao thổ tú là một hung tinh, nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao thổ tú thích hợp nhất là vào lúc sao chiếu sáng tròn nhất, hay còn gọi là lúc sao đăng viên ngày sau thổ tú đăng viên vào lúc 15 giờ đến 17 giờ, ngày 19 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là 19 tháng 1 âm lịch vì đó là ngày sao sáng nhất, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng của tuổi giáp dần 1974, nữ mạng, trong năm 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023, đối với tuổi giáp dần 1974, nam mạng bước sang tháng riêng của năm quý mão quý cô tuổi giáp dần dưới sự tác động của nhiều cát tinh và không khí tết nguyên đán không khí lễ hội mùa xuân phần lớn quý cô tuổi này có vận trình tài lộc tương đối lạc quan mọi mặt đều rất tốt về cơ bản sẽ không có quá nhiều vấn đề xảy ra khó khăn vẫn có thể xuất hiện nhưng mọi thứ hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của bạn tháng này là tháng tuổi của quý cô vì vậy quý cô cũng nên quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn Vận trình tháng 2 âm lịch 2023 đối với tuổi Giáp Dần 1974, nữ mạng. Bước vào tháng 2 âm lịch năm Quý Mão, quý cô tuổi Giáp Dần có mối quan hệ gia đình khá lý tưởng. Do bị ảnh hưởng của không khí lễ hội mùa xuân, quý cô tranh thủ thời gian nhàn rỗi dành cho những ngày nghỉ, ngày lễ để về thăm nhà, thăm người thân, bạn bè tăng cường tiếp xúc, giao lưu với người thân và kéo gần mối quan hệ thân thiết lên rất nhiều, gia vận vì thế cũng được an yên. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023 đối với tuổi Giáp Dần 1974, nữ mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, quý cô tuổi Giáp Dần nhờ sự trợ giúp của các tinh mạch Việt Thiên Phúc cho nên có vận trình sự nghiệp được hanh thông. Đặc biệt quý cô trong tháng này sẽ được cơ quan cử đi công tác, có thể đây là cơ hội tốt để cho quý cô phát triển sự nghiệp của mình, vì vậy hãy nhân cơ hội này để học hỏi nhiều hơn bạn nhé. Nhìn chung công việc tháng này của quý cô có kết quả tốt, có lợi cho sự thăng tiến và phát triển sự nghiệp của mình. Vận trình tháng Tư âm lịch 2023 đối với tuổi Giáp dần 1974 nữ mạng. Tử vi dự báo bước sang tháng Tư âm lịch về tình hình sức khỏe của quý cô tuổi Mậu dần không tốt cho lắm. Bạn bị ảnh hưởng của các hung tinh bệnh phù và sự thay đổi của thời tiết làm cho quý cô cảm nhận rõ rệt về sự suy giảm của sức khỏe ở độ tuổi 50, nóng trong người và hay cáu gắt. Mối quan hệ xã giao của quý cô trong tháng này cũng không tốt, dễ làm mất lòng người khác vì tính khí không ổn định, điều này gây bất lợi cho bạn. Tử Vi khuyên quý cô nên kịp thời điều chỉnh tình hình hiện tại, đừng để các hung tinh ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại của mình. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023, đối với tuổi giáp dần 1974, nữ mạng. Quý cô tuổi giáp dần trong tháng 5 âm lịch đang có điểm báo gặp nhiều bất chắc. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh và các yếu tố kinh tế bên ngoài, làm cho quý cô có tình hình thu nhập không như ý, thu nhập chính có thể vẫn ổn định, nhưng thu nhập phụ giảm xuống trông thấy. Tình hình chi tiêu của quý cô trong tháng này tiếp tục tăng cao, nếu không có kế hoạch quản lý được cán cân thanh toán của mình thì rất có thể sẽ khiến tài chính gặp nhiều khó khăn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023 đối với tuổi Giáp Dần 1974, nữ mạng. Quý cô tuổi Giáp Dần, bước sang tháng 6 âm lịch có vận trình tổng thể tương đối khả quan. Với sự giúp đỡ của sao Hồng Loan, Mạch Việt giúp cho con đường công danh sự nghiệp được hanh thông trong tháng này quý cô sẽ có nhiều mối làm ăn mới việc kinh doanh buôn bán được thuận lợi giúp cho quý cô thu về không ít tài lộc cho mình về mối quan hệ tình cảm của quý cô với người bạn đời của mình được cải thiện đáng kể đôi bên dần buông bỏ những mâu thuẫn và định kiến trước đây và cùng ngồi lại bình tĩnh nói chuyện với nhau để hóa giải những mâu thuẫn trước đó được các tinh trợ mệnh đối với những quý cô đang còn độc thân cũng có thể làm quen với một số người khác phái nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể nên duyên đôi lứa trong tháng này Vận trình tháng 7 âm lịch 2023 đối với tuổi Giáp Dần 1974, nữ mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, mối quan hệ xã giao của quý cô tuổi Giáp Dần đã được cải thiện đáng kể. Quý cô có thể thường xuyên gặp được người đáng tin cậy và có năng lực trong cuộc sống. Điều này sẽ giúp rất nhiều cho quý cô, góp phần tạo ra sự thuận lợi cho sự nghiệp và công việc của mình. Trong tháng này có rất nhiều cơ hội để cho quý cô gặp gỡ, giao lưu, quý cô cần biết và phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023 đối với tuổi Giáp Dần 1974, nữ mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch được dự báo quý cô tuổi Giáp Dần có vận trình tài lộc khởi sắc. Sự thúc đẩy bởi cát tinh giúp cho những người bắt đầu kinh doanh hoặc đang tham gia vào các dự án khởi nghiệp đã thể hiện rất tốt công việc kinh doanh của mình và có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Không những vậy, các nguồn thu nhập phụ của quý cô tuổi này cũng tăng lên đáng kể, vừa có tiền vừa gặp nhiều may mắn. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023 đối với tuổi Giáp Dần 1974, nữ mạng. Khi bước sang tháng 9 âm lịch, vận trình sức khỏe của quý cô tuổi Giáp Dần lại đang có điểm báo chuyển biến theo chiều hướng xấu. Dưới tác động của hung tinh bệnh phù, địa phá, làm cho quý cô có thể gặp phải một số bệnh lý khác nhau như ho, sốt hoặc nhức đầu và đau bụng, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023 đối với tuổi Giáp Dần 1974, nữ mạng. Khi bước sang tháng 10 âm lịch, vận trình của quý cô tuổi Giáp Dần về mọi mặt tài lộc, tình cảm, sức khỏe đều khá tốt, cơ bản là không có vấn đề gì phát sinh. Sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể. Tuy tài lộc ổn định nhưng có phần phát triển hơi chậm, nếu quý cô muốn tiến bộ thì cần làm việc chăm chỉ hơn. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023 đối với tuổi Giáp Dần 1974, nữ mạng. Tử vi dự báo, bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của quý cô tuổi Giáp Dần vẫn có nhiều dấu hiệu lạc quan. Hầu hết quý cô tuổi dần tháng này đều có trạng thái tinh thần tốt và cuộc sống rất năng động và tràn đầy sức sống, bất kể bạn làm gì thì mọi việc diễn ra tương đối dễ dàng và suôn sẻ, nhìn chung là không có vấn đề gì cần phải lo ngại. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 đối với tuổi Giáp Dần 1974, nữ mạng Bước sang tháng cuối cùng của năm Quý Mão, Quý cô tuổi Giáp dần có khối lượng công việc tăng lên đáng kể, mặc dù gặp không ít áp lực từ công việc nhưng về tổng thể công việc vẫn diễn ra suôn sẻ nhờ ảnh hưởng của cát tinh giúp cho quý cô hoàn thành tốt công việc của mình. Tháng này, đối với quý cô làm công việc kinh doanh, buôn bán sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, có được lạc quan. Các hạng mục đầu tư từ trước đó của bạn cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận. Nhìn chung, trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão này, quý cô tuổi Giáp Dần có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng trưởng thích hợp, ngoài ra các khoản tiền lương, tiền thưởng trong tháng này cũng tăng lên, giúp cho quý cô cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn về tình hình tài chính của mình. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Giáp Dần 1974, nữ mạng năm 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc các bạn bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công xin chào và hẹn gặp lại